Nguyên Thủy 80 sen. 80 sen này bây giờ Hồng Nguyên Thủy 82 này nhận bao nhiêu? Cái này tính 2 sen, 4 sen tính 2. 82 sen. Cái này giá nội bộ thì 4 đồng. 4 đồng. Và 3328 ạ. Đây là 8 8432 320. Rồi cái nhẹ nhàng là áng áng khoảng 320. Con này nếu làm thì sau này được khoảng bao ký? Con này muốn làm thì chắc phải là tính nhẹ nhàng 20 ký. Dạ. 20 ký mà nếu mà giá chỉ cần 20 triệu một ký thôi. Dạ. Thì là đã thu hồi vốn rồi, dư rồi, đúng không? Chợ không đồng em. Ờ. Ngon nhỉ? Mày thật sự buồn mà túy không lại được. Đây là cây đang tại vườn Lan Va Công Vũ này. Số 1 ngõ 100 Đồng Nhân, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại là 0967 362 999. Hồng Yên Thủy này cũng dạo này cũng sốt ghê. Lấy cái sắt trắng này quá đẹp luôn, nhưng mà thân này quá đẹp, đây được quẩy mà ngọn vẫn đi này. Ngọn này chắc cũng phải đi thêm khá khá nữa ấy. Nếu mà để vào trong phòng mà... em rơi với thằng nào rượu chú ngủ thế thì làm sao tối đêm nhiều ấy, lấy luôn cái quạt nữa. Chị có cái quạt ở đâu đâu, chú đi lấy đi. Lấy hộ chị cái quạt đi, chị đi đâu chị lấy chỗ của mình. Hồng Yên Thủy. Dạ, tôi đưa vào cái phòng mô này. Phòng mô nhé. Đấy. Phòng đẻ tiền, đẻ ra tiền của anh Tạ Công Vũ đây này. Nhưng mà đây là các bạn nhìn thấy giống như anh Vũ đang đứng ở trên đỉnh Sapa chưa? Đấy, là giờ cái máy tạo xương này và cái đèn này. Cái đèn này có thể tạm tắt đi được không? Được anh ạ. Bấm nào. Đấy, tại vì sao? Bởi vì là cái đèn ánh sáng tím này quay nó lên rõ. Đấy, ánh sáng. Đấy. Rồi, đấy, ánh sáng nó sẽ thật hơn, quay nó sẽ đẹp hơn. Là mình để chế độ là 90% độ ẩm thì máy nó dưới bao nhiêu thì nó dưới 80 là nó bắt đầu bơm. Dưới 90 anh ạ. À, dưới 90. Bơm dưới 90 rồi. À, bơm dưới à, nó có hai ngưỡng. Nhưng bây giờ mình đang đặt này là dưới 90, bật tới 90 là sẽ dừng. Bật tới 90 là sẽ dừng. Dưới 90 nó sẽ bật trên bằng 90 nó sẽ dừng. Đấy, một cái máy này là bao tiền? Một cái máy này là vào 10 triệu. 10 triệu, ôi giời ơi, bằng cái kia Phú Thọ. Dạ. Yeah. Bằng một cái kia Phú Thọ 12 sen. Ừ, 12 sen. Mà bộ này. À. Có, nếu cần thiết thì phải làm cái hộp vào. Dạ. Làm cái hộp mà che nó đi. Chứ còn nếu mà điện tử mà nó hơi nước nó cứ phịch vào thế là cũng không bền. Ở đây thì để cho các bạn thấy về cái hiệu quả của cái phòng gọi là phòng vườn đông, nhờ cái ánh sáng này và độ ẩm. Thì đây là một cái giò HO này, một cái giò HO siêu to khổng lồ. Đây này, là lúc mà lấy từ lúc mà mang về cái phòng này, là từ đây nó phát triển thêm được từ đây này các bạn này. Mới được có khoảng độ mấy tuần thôi, lớn kinh khủng luôn. Mà lá này, nhìn chất lá nó khác hẳn. Cho nên là cái làm cái phòng mùa đông này nó rất hiệu quả. Các bạn hình dung đây là cây HO. Mà HO bây giờ là ví dụ những cái size dài như này cứ cho nó khoảng độ 2 triệu đi. Nhưng mà nếu mà từ hôm bây giờ mà nó lên thêm được khoảng độ 10-12 cent thì riêng một thân này nó đã lên được bao tiền rồi, đúng không ạ? Hay là đây nhá, đây là một cái cây Minh Châu này. Thực sự là cực kỳ là đẹp. Ngọn nó
mở lá rất là to, đã đời luôn đấy các bạn. Thế thì với bình thường thì cây Minh Châu nó cũng là cái cây mà nó đi ngọn tốt, tức là nó chịu lạnh tốt. Như miền Bắc thì rất nhiều cây đã thắt ngọn rồi, nhưng mà cây Minh Châu thì vẫn chưa thắt ngọn. Nhưng mà nếu mà bây giờ ví dụ đưa vào phòng này mà nó dài ra thêm Minh Châu này bây giờ thì đâu đó khoảng 10 mấy triệu, 19-20 triệu một sen. Thì các bạn này nếu mà nó lên thêm một sen là được thêm 20 triệu. Thế mà cái máy thì chỉ có 10 triệu, máy tạo độ ẩm 10 triệu, cộng với một cái điều hòa thì khoảng độ 5 triệu, cộng với hệ thống đèn nọ kia thứ tất tần tật cho cái phòng này của anh Vũ là 120 triệu. Nhưng mà đấy là phòng là cũng là diện tích cũng không nhỏ quá, nhưng không phải là quá to. Nhưng mà nếu mà ví dụ kể cả những người mà có lan đột biến mà có thể chủ động làm những cái phòng kiểu như thế này đấy, kể cả là khoảng độ 5-10 mét vuông thôi thì có thể dùng cái máy công suất nhỏ hơn và nó hoạt động hiệu quả luôn. Thì các bạn có thể dùng mỗi một cái cây này mà cứ lớn thêm một sen là nó ra một mớ tiền. Thì đầu tư khoảng độ 50 triệu để làm cái phòng nhỏ là cũng rất là hợp lý, rất là hiệu quả. Đấy. Nay thì cũng cho mấy em này đi ở. Mù sương chưa? Đấy, giống hệt như là trên đỉnh Phù Vân. Đấy, nó đang thổi ra. Thế là nếu mà tôi sẽ theo dõi cái ghi này xem là cập nhật, sau này sẽ cập nhật khoảng 10-15 ngày sẽ cập nhật một lần đấy, vào cái mã QR code để xem là cái hiệu quả cho các bạn thấy. Thực ra thì đã chứng minh rồi, nhưng mà muốn qua một cái cụ thể này để xem là cái hiệu quả nó đối với cái cây cụ thể này là như thế nào. Cái này bây giờ phải tính là thổi phải. Cái này nha, cho vào đây thì chắc chắn là chỉ một thời gian ngắn này nó sẽ mầm gốc kia nó sẽ lên cái mầm gốc này. Quá tuyệt vời. Đây có những cái cây vô cùng chất lượng. Các bạn. Xoài xanh rồi. Bạch tuyết rồi. Các kiểu Minh Châu. Một cái nhỏ. Cái này cũng mua bằng cái này nhỉ? Bằng nhau thì nó... cái này nó cùng số, em nghĩ nó cùng cỡ thôi, xòe đây, xòe dĩ này các bạn này, mua cái này, xòe tầm nhìn, xòe tương lai, xòe tầm nhìn này, xòe tương lai, đấy có mấy em xòe này, cứ đưa tiền cho em mua, rất là đẹp, hộ em cái, mini Kensun thôi nhưng mà rất là đẹp, đây là một em hồng phấn này. Thì thực ra thì mọi người cứ nói đấy, nhưng mà cái cây hồng phấn với cây xòe này thì nói chung cũng nhiều vấn đề lắm. Nhiều người thì cứ bảo là xòe là chỉ có một thôi, mà cái ông chủ đặt ra khai sinh cho cây xòe thì cũng nói là chỉ có một thôi. Nhưng mà có một cái thời kỳ là cây hồng phấn ấy, hoa này nó rất là giống cái xòe. Là lúc đấy là thị trường nó chưa có thì bắt đầu mới xòe nó sốt thì mới lấy cái phấn này bán thành xòe, nói là xanh. Thực chất thì xòe là xòe, chỉ có một lá kiểu gì nó cũng đỏ 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 ở đầu này. Cái còn lại là nếu mà những cái cây mà nói là xòe xanh mà gọi là bảo hành xòe xanh thì thực chất là cây hồng phấn. Đấy mọi người cũng nói như thế. Đây này, bạch tuyết này các bạn này. Đấy, ui dù, ba màu gốc. Cây này này, hai viên bi này. Một đêm có cái này cũng có được một cây to. Một là cái bé, hai là cái á hậu. Quá đỉnh luôn, cây gì?
thèm lắm các bạn, nhưng mà không có tiền ở đấy đâu. Đây là cây hồng phấn, cây mẹ này. Các bạn nhìn cái bộ mầm gốc của nó đỉnh cao luôn ấy, dễ đấy. Đây là nhìn này nó bị cái ánh sáng màu tím nhá, chứ các bạn, chứ còn nếu mà tôi nhìn bằng mắt thường đây là cái phần trên nó trắng, phần dưới là nó xanh nhợt, nó xanh nhìn đẹp lắm. Hai cái mầm gốc của nó đỉnh cao luôn, cực kỳ là khỏe. Cây này thì ngọn đã thắt rồi, đã thắt ngọn rồi, nhưng mà bù lại thì hai cái mầm gốc lại đang lên rất là khỏe, tuyệt vời. Ok, bạn lên được rồi. Trong trong đi ngọn, trong ngoài này, trong đi ngọn thì khớp. Nó hai chế độ đèn. Ủa, đèn đấy hai chế độ á? Dạ, hai chế độ. Tức là một cái dành cho đi ngọn. Dạ. Là dành, ý là dành cho cây trưởng thành à? Cây trưởng thành là cái đèn đỏ. Cái đèn xanh này là cái đèn cho... Đèn này là, đèn xanh này là cho cây non, cây kỳ. À, hay nhỉ. Hôm nọ Vũ nói là cái đèn này là bao tiền nhỉ? Đèn này là 2 triệu 300 nghìn. Là một cái này? Dạ. Thì có nghĩa là phòng này là 4 cái. 4 cái với hệ thống đèn nét thanh này. Nét thanh này á? Nét thanh này cũng hệ thống để cho cây ươm kỳ này anh. Ươm kỳ thì em tính là dưới định ươm kỳ. Trên thì em làm bấm gốc. Thì có nghĩa là 4 cái đèn này thì là mất gần 10 triệu. Dạ. Nếu mà làm lan thường thì chẳng ai đi lắp những thứ này các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà làm lan đột biến thì lắp một cái hệ thống đèn 10 triệu mấy cái đèn, rồi 10 triệu cái máy này nữa, mấy cái điều hòa với nọ kia thứ thì chỉ bằng mấy cái kia Phú Thọ Á Đô thôi. Còn những cái thằng mà cao cấp thì không nói, nó không bằng một cái vẩy. Ví dụ như Bảo Duy bây giờ là tỷ, hôm qua thấy có người lú non tỷ 2 à? Vâng, non tỷ 1, 50. Tỷ 1, 50, 1 tỷ một cái lúa non. Mà tiền chuyển ngay. Đấy. Sợ không? À, hôm qua có người bán mắt ngủ là 1 tỷ. Mắt ngủ là 1 tỷ. Bỏ ra 1 tỷ cầm một cái mẫu mang về. Trời ơi, không thể tin được. Cái mầm gốc này nó sẽ, mình sẽ nuôi trưởng thành lên cỡ này. Còn cần cái bằng cái mẹ thì mình mới tính nó đẻ lối tiếp. Còn nó có một cách nữa là để cho nó thắt cái này thì mình sẽ được nhiều mầm gốc nó lên được cái, khả năng là 4-5 mầm gốc luôn. Thì những cái này mình sẽ làm được kia, cái này làm kia tất. Nó hai cách làm. Đúng được không? Cái này nhưng mà cách nào thì lợi hơn? Thực ra cái cách làm lợi mà để khỏe đạt hơn này anh ạ, thì là mình sẽ làm mầm lỡ. Đúng rồi, anh nghĩ là nhanh to chậu hơn. Nhanh to chậu hơn, nhiều mắt gốc hơn. Cái mầm lỡ. Thì cái này anh không quan trọng cho nó dài. Không quan trọng. Quan trọng là lực cây cho ra bộ rễ này thật khỏe. Đúng rồi. Bộ rễ này là đang siêu khỏe. Đúng rồi, siêu khỏe. Siêu khỏe. Anh làm cây thì chỉ tiêu của anh là bộ rễ đặt hàng đầu. Cái gốc này là đầu. tiếp tục cung cấp thêm những cây mà mới trồng lại. Mùa này cũng là mùa thay giá thể mới, xử lý lại chậu cũ các thứ đây. Đấy, đây là hôm nay là vườn của anh Vũ là mới xử lý lại một lô. Đấy, đưa hết vào đây. Thế này thì phòng này phải nới rộng thôi. Nới rộng thôi, nhỏ quá rồi. Hôm qua anh em cũng vừa tính chắc là phải làm phòng nữa, không làm phòng nữa đúng không ạ, mà anh sẽ làm kính tất cả bằng cái tường luôn, không ra ngoài kia thì mới đủ được. Không có một anh em là thực ra như vườn của Vũ ấy là nó đang bị một cái rất dở. Là cái cầu thang nó nằm ở góc này. Đúng rồi. Cho nó xé đôi cái diện tích này bỏ ra. Không bây giờ thì anh sẽ anh nghĩ là nếu mà cái cầu thang lên tầng 2 của em ấy đưa ra ngoài thì toàn bộ từ đây em cắt ngang ra em làm cái phòng thì nó là cực kỳ đỉnh luôn. Mà thực ra xử lý thế cũng dễ mà, đúng không? Ngày xưa lúc đầu tiên là cầu thang của em ở ngoài mà, đúng không? Nó hợp lý hơn bởi vì bây giờ tự dưng mất sự cái lối đi này. Mất quá nhiều cho giao thông. Phí. Lãng phí.
đây như cái xe như cái này anh nhỉ, 40-50 triệu, 60 triệu, bán gọi là bán đất ra ngoài thì 70 triệu, nhưng mà để nó lên mầm gốc một cái là có sang tháng ba. Nhưng mà xòe này mà lúc nó bé thì chăm nó vất nhỉ, dạ. Nó cứ mãi nên nó chẳng lớn, nhưng mà nó nếu mà nó được cỡ khoảng 10 mấy cm rồi thì có khi nó cũng lại đi nhanh kinh khủng hơn. Nó lại đi nhanh hơn. Em vừa hôm qua hôm kia xem một chậu xe của anh bạn em 3.5 m. Thế à? To như nhân vị. Kinh nhỉ? Xe mà 3.5 m là mình chưa nhìn thấy luôn. Khi khủng khiếp anh ạ. Cái này đủ dài quá. Định tính 52, cắt cái này lên. Không phải tính 52. Đó được. Ở đây nó không như ngoài dàn mà mình để nhà được, làm cho anh làm tất cả cái này thôi. Má đỉnh luôn các bạn. Đấy, đây cây hồng yên thủy này chẳng khỏe à? Dạ. Khoảng 40 cm các bạn. Tầm này là vừa miếng này. 40 cm này bây giờ nhân mấy hả Vũ? Của năm 20. Mầm gốc bắt đầu sưng rồi. Đây Tú nhá, cứ nói là như vậy, cứ nói là Facebook như Nhật Thủy. Thực ra những cái kỳ này bây giờ bán lên thị trường 5 triệu hơn 5 triệu một sen là không có để bán những cái này. Thực ra kể cả những cái hàng cao cấp hơn thì cũng chưa chắc đã bằng nhẹ đầu như thế này đâu. Đúng rồi. Đúng không anh? Chứ chắc nhà đầu thực ra cũng có mấy ai làm được mấy trăm kg đâu. Nhưng mà dù anh làm được mấy trăm kg nhưng có giữ được đâu. Anh em đến có cố giữ nắm thì được lên được hơn chục cái đầu để làm gây chậu lái sang năm. Chứ không có giữ ra được nhiều đâu. Vẫn không đủ để chia sẻ. Nhưng cái kg này nó ưu điểm nha, cái kg này, cái kg 51 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mình cứ tính 10 năm thôi, hoàn thiện thôi. Khi nó lên được 7 cái nó không tính. Đúng rồi. Tính 15 cái này mình đạt cỡ khoảng 13 cái kim. Đúng rồi. Ăn tất 13 cái kim. Thôi lấy 10 thôi. Không 10 thì lại dễ quá. Không chỉ cần tính dễ. À, thì thôi cứ tính 10 thôi. Tính 10. 10 thì thôi, những cái này nó 20 triệu thì không có rồi. Nhưng mình cứ tính là 20 triệu thì nó 200, nhưng mà hai cái mầm gốc này sang năm tới 3 m. 3 mét anh cứ tính nhân với giá 2 triệu thôi. Đúng rồi. Cộng với 10 cái kim. Đúng không? Đó là một bài toán gọi là tính, mình cứ tính hệ số nhân đi. Sang năm là tháng mấy thì làm được? Cái này á, cái mầm này chỉ đến Tết là chị em là xảy ra cái này à. Cũng có thể nếu là cho mình lựa phòng nuôi thì có thể tính như này. Tháng 4, tháng 5 nó phải làm mét đấy. Đây này, cả con trong này nữa này, đẹp này. Dạ, nó này đẹp anh. Nó này anh, cùng một mẹ nó đấy. Đấy, nó kia anh. Kia. Hay chia lại cho anh cây. Con này cho anh nên mình lấy chậu to chứ. À không được, bởi con kia. Bởi con sống số này anh đợi con sống số này. Đấy anh đợi mấy con đấy được để em tính đổi cho anh. Đấy, sale phải thôi, nhưng tôi hết tiền rồi các bạn. Lâu lâu mới kiểu kiếm được một ít tiền thì lại vào một vài cái kia nhỏ nhỏ loại cái thứ thôi, chứ còn cái tiền mà vài 300 là cả một vấn đề. Mình không phải là mình không dám đi vay tiền để đi làm những cái việc này. Nhiều người là hiện tại bây giờ là đi vay tiền để vào, thì cái đấy là nó cũng hên, cũng có cái độ rủi ro nguy hiểm của nó. Tại vì nếu mà không hiểu biết thì cũng khá nhiều nguy cơ khi mà làm lan đột biến, nếu mà không hiểu biết. Tại vì ví dụ như là cái nguy cơ mà ví dụ giả sử như là cái vấn đề quan trọng nhất là chuẩn cây, yên tâm không bị sai cây là yên tâm được cái số 1. Nhưng mà người ta chăm một năm nó ra khoảng 1 m, mà mình chăm nó ra khoảng 30 cm là thôi thì toi rồi đấy, thì không thể nào mà lãi được. Cho nên là phải có kinh nghiệm, phải có kiến thức đủ thứ. Còn cái phao đó, phao trần đó. Hồng Yên Thủy. Phao trần đó. Bên trong là cắt bụi hết vào cây. Chứ đang là phải cắt thì cắt như nào. Như hôm nay nói là bây giờ là như cái chậu này,
như chậu này. Con trong này cây là mầm gốc rất là khỏe, nhưng mà bây giờ có thể là nuôi cho nó thật khỏe lên, hai là làm mầm lỡ để nó ra được nhiều mắt hơn, không có vẻ nhanh hơn. Đấy, đây là chính là cây hồng nguyên thủy này. Nói chung là lan đột biến thì hiện tại đang cực kỳ sôi động, cực kỳ sôi động. Không có một cái lĩnh vực sản xuất kinh tế nào mà lại đang sôi động trong cái lúc mà ảnh hưởng với Covid rất nặng như thế này cả. Covid làm cho ngành kinh tế nào cũng lao đao hết, nhưng mà trừ lan. Nhìn thế này thì mọi người sẽ có những người lại sẽ lao vào chửi đấy, bảo là bình thường nó đã phát triển nhanh rồi, bây giờ còn làm phòng này để cho nó phượt thì nó dài ra nữa, thì đến lúc đấy thì nó sập sàn mới để nó không ai mua nó kia thứ. Nhưng mà chả biết đến lúc đấy thì bao giờ nó sẽ đến cái lúc đấy, chỉ biết là bây giờ thì có bao nhiêu cũng bán được hết đấy. Tôi có mấy cái kỳ bọ thôi mà coi như vào mang vào gửi anh Vũ, mà coi như là từ nãy giờ mấy người cứ bảo là để chốt nhé mới chuyển nhé các bạn, dã man như thế. Ok nha các bạn, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lan Đột Biến để theo dõi những cập nhật, những thông tin mới nhất liên quan đến Lan Đột Biến, từ giá cả, kỹ thuật, rồi các cái thông tin liên quan. Cảm ơn các bạn.